Thưa quý vị, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ trong chiều nay cộng thêm triều cường đầu tháng 10 âm lịch đã làm cho các tuyến đường ở thành phố Cần Thơ ngập sớm và ngập sâu hơn so với dự báo. Trên các tuyến đường cách mạng tháng 8, Lê Hồng Phong, Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, nước ngập sâu. Do là giờ cao điểm tan tầm nên việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, một số vị trí bị ùn tắc. Lực lượng công an đã có mặt kịp thời để điều tiết và hướng dẫn giao thông để tránh xảy ra ùn tắc kéo dài cũng như tai nạn giao thông. Do đang là thời điểm đỉnh của triều cường đầu tháng 10 âm lịch kèm theo mưa lớn nên chiều và tối nay các tuyến đường, tuyến hẻm ngập sâu, người dân cần cảnh giác cơi nới đồ đạc, quản lý trẻ em, người già và hạn chế ra đường để an toàn hơn.